Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp nhà hàng chuyên sâu tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ngoài các nghiệp vụ cơ bản về kế toán nhà hàng, thì khóa học nâng cao này sẽ cần bạn phải xác định được nhà hàng cung cấp những món ăn, dịch vụ gì để xác định xây dựng định mức nguyên vật liệu và xác định giá thành của từng món ăn, dịch vụ. Với những nhà hàng phục vụ nhiều món thì công việc định mức nguyên vật liệu sẽ khá vất vả. Vì thế, rất cần sự tỉ mỉ và cẩn thận của một kế toán giỏi. Khóa học này sẽ giúp các bạn đưa ra được các phương án xử lý, cân đối các loại chi phí và cân đối lãi lỗ, xác định được các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho công ty, biết cách cân đối từng tài khoản, xử lý từng tài khoản hợp lý nhất trước khi kết chuyển lãi lỗ. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa học này. Trong nội dung của khóa học nhà hàng chuyên sâu, sẽ được chia làm 3 nội dung chính, nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ. Trong phần đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về công việc bàn giao của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ, có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Hướng dẫn thực hiện việc so sánh, kiểm tra, đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản của đầu kỳ. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty nhà hàng. Hướng dẫn về hạch toán các nội dung liên quan đến mua nguyên vật liệu, xây dựng định mức cho từng món ăn. Cách cân đối các chi phí nguyên vật liệu đối với từng món ăn làm sao cho phù hợp. Hạch toán các nội dung liên quan đến mua công cụ tài sản cố định. Thực hiện việc ghi tăng và phân bổ các hồ sơ liên quan đến mua tài sản cũng như thanh lý tài sản. Nội dung liên quan đến chi phí tiền lương và trích bảo hiểm xã hội. Hạch toán các nội dung liên quan đến các chi phí khác, cân đối kiểm tra lại sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng, thực hiện việc lập định mức cho từng món ăn theo đúng tỷ lệ cân đối để kiểm tra lại giữa doanh thu và giá vốn, kiểm tra và cân đối các tỷ trọng lãi lỗ, thực hiện việc tập hợp chi phí tính giá thành và kết chuyển lãi lỗ trong công ty tổng hợp nhà hàng, hướng dẫn lập các tờ khai thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh sai sót các tờ khai, hướng dẫn nộp và hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Và nội dung thứ ba liên quan đến hoàn thiện báo cáo cuối năm, cân đối lại toàn bộ các chỉ tiêu trên báo cáo trước khi nộp, hướng dẫn thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân lên một báo cáo tài chính hoàn chỉnh cho công ty nhà hàng, thực hiện việc in sổ sách và kết xuất, lưu giữ, sắp xếp các hồ sơ, cũng như thanh tra quyết toán thuế. Là những nội dung khi tham gia vào khóa học trong công ty tổng hợp nhà hàng chuyên sâu. Trong khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online của trang web ketoanviethung.com. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia theo từng phần và mỗi phần sẽ là các video hướng dẫn cụ thể cho các bạn về từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm cho đến khi lên báo cáo tài chính. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.